các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Đạn Gia. Như đã hứa ở video trước thì trong video ngày hôm nay, Điện Máy Đạn Gia sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách lắp đặt và vận hành máy trà sàn liên hợp. Và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay có kỹ thuật viên Hoàng Duy. Xin chào anh chị và các bạn, mình là Hoàng Duy. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh chị cách lắp đặt và vận hành máy trà sàn liên hợp. Như anh chị có thể thấy ngay trước mắt quý vị, đây là một chiếc máy trà sàn liên hợp. Thì đi theo chiếc máy trà sàn liên hợp này sẽ có một bộ phụ kiện bao gồm: đầu tiên là một bàn chải, thứ hai là một mâm gai, và tiếp theo là một cần hút. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị cách lắp đặt và sử dụng sản phẩm nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lắp bàn chải trước. Để lắp chiếc bàn chải này thì rất là dễ dàng thôi ạ. Chúng ta chỉ cần lắp đúng ngàm và lắp ngược chiều kim đồng hồ. Đã xong rồi ạ, rất là đơn giản. Khi muốn tháo ra thì chúng ta sẽ tháo xuôi theo kim chiều kim đồng hồ. Lắp nhẹ là bàn chải đã ra rất là dễ dàng, ai cũng có thể thao tác được. Cách lắp mâm gai thì cũng sẽ tương tự giống với cái cách lắp bàn chải. Thì nó cũng được thiết kế ngàm sắt y chang như thế. Chúng ta chỉ cần thao tác tương tự như vậy thì sẽ lắp được mâm gai. Sau khi lắp bàn chải xong rồi hoặc là mâm gai xong rồi thì chúng ta sẽ lắp bàn hút. Trên cần hút nước thì sẽ có hai ốc vít, chúng ta sẽ lắp vào trong cần. Thao tác rất là đơn giản, dễ dàng. Khi mà đã chốt cái bàn hút này xong thì chúng ta sẽ lắp ống hút. Thế là đã xong. Rất là đơn giản và dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Như các bạn có thể thấy đây là một cái ống tiêu để thăm nước. Thì chúng ta đổ một cái lượng nước vào cho chúng ta bao nhiêu ấy, thì nó sẽ hiển thị ở đây. Khi mà gần hết chúng ta có thể nhìn, chúng ta châm thêm được. Nó thiết kế rất là đơn giản, dễ nhìn. Ngoài ra chiếc máy này còn được trang bị thêm một cái van điều chỉnh nước rất là thông minh. Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cái lượng nước ra ngoài bàn trà theo ý muốn của người sử dụng. Khi mà muốn lượng nước ra vừa phải, chúng ta sẽ điều chỉnh van theo góc độ vừa phải. Khi mà muốn lượng nước ra nhiều ở những cái vị trí mà sàn bố bẩn nhiều, muốn ra nước và hóa chất nhiều, chúng ta sẽ điều chỉnh góc độ lớn. Đây là một chiếc van thiết kế rất là thông minh, tiện dụng. Như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị cách lắp đặt phụ kiện, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách vận hành máy. Thì chiếc máy này được chia làm hai phần, hai bình chứa khác nhau. Bình trên là bình chứa nước bẩn và bên dưới là bình chứa nước sạch. Thì để đổ nước thì chúng ta sẽ đổ nước vào vị trí này, đổ nước vào hóa chất trong bình chứa nước sạch ở dưới đây. Khi mà đổ, chúng ta lưu ý là đổ qua cái lọc này để lọc cặn bẩn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách vận hành các công tắc. Đầu tiên để vận hành máy thì chúng ta sẽ hạ cái bàn trà xuống. Chúng ta sẽ lấy chân và hạ nhẹ nhàng xuống. Hạ bàn trà xong thì chúng ta sẽ hạ bàn hút. Thao tác rất là dễ dàng và đơn giản. Dòng máy trà sàn liên hợp này sẽ được thiết kế gồm hai loại. Một là một loại chạy pin và một là một loại chạy điện. Hiện tại là mình đang hướng dẫn anh chị trên cái dòng chạy pin. Thì kể cả chạy pin hay điện ấy, đều thiết kế cái công tắc này giống hệt nhau. Sẽ gồm một khóa điện, một công tắc hút và một công tắc trà. Thì đầu tiên là khi mà để vận hành ấy, chúng ta sẽ bật công tắc điện, chờ khoảng 3 giây để đèn sáng. Khi mà sáng rồi thì chúng ta sẽ bật một lúc hai công tắc luôn, một là hút và trà luôn. Để chiếc máy của chúng ta luôn hoạt động một cách êm ái và bền bỉ thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua công đoạn vệ sinh máy sau khi làm việc. Thì sau kết thúc mỗi phiên làm việc thì chúng ta sẽ lưu ý là xả nước bẩn ra khỏi máy bằng ống xả nước thải này. Khi mà xả xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái bình chứa nước bẩn bằng cách là mở ra và sử dụng một xô nước sạch để tráng qua bình, tránh tình trạng là đóng cặn bẩn, rêu mốc và tránh mùi, giúp cho chiếc máy chúng ta là những ngày sau làm việc sẽ thơm tho và sạch sẽ. Và như vậy là kỹ thuật viên Hoàng Duy của chúng tôi đã hướng dẫn xong cách lắp đặt và vận hành máy trà sàn liên hợp. Và ngay bây giờ thì xin mời anh chị hãy cùng theo dõi một số hình ảnh làm việc rất ấn tượng của các máy trà sàn liên hợp nhé. Máy trà sàn liên hợp lựa chọn hàng đầu cho nhà xưởng. Nếu anh chị có thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với Điện Máy Đạn Gia qua hotline, website trung tâm mua sắm.vn hoặc để lại comment trực tiếp tại video này để được hỗ trợ nhanh nhất. Đội ngũ chăm sóc khách hàng và kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý anh chị nhanh chóng và chuyên nghiệp. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.